Đấy, của anh mua bản quyền này là nó bị ít. Trường là em mua một đống bộ nhưng mà vẫn dùng được. Kiểu gì? Không biết ra ngoài luôn. Bản quyền. Đây, sọt này này. Như vậy nhá, đây là sọt của... sọt của YouTube chẳng hạn, đúng không? Đây là sọt ngang. Em mở cái sọt mới, chắc cuốn đấy. Đây là phần dọc. Cũng là phần dọc ngang nhé, thì em sẽ cho là đầu. Hiểu không? Đấy. Một là em kéo dùng nó này vào. Thì em... Thì nó ở đấy, cái kia mình mất cái mình lại cái cốc hồ chua rồi. Con chua? Chú mùi đang có con chua đâu. Em du mùi ít lên. Theo anh du mùi ít lên và em sẽ ghi tiêu đề hai đầu, hai cuối. Em sẽ làm thế, mọi người có làm thế mà. Biết thằng Minh không? Lê Văn Minh gì không? Thằng Minh là Minh Trò Bối. Quên. Nó vẫn làm mà. Nó bảo anh thế. Cái gói thì nó mình ra cho rồi. Đấy. Nó nói làm thế rồi. Nó làm thế không ạ? Ở đây đây, có bia này làm thế rồi. Còn ngay, chúng ta phần nó quay sổ tộc nhé. Chứ chúng ta không trộn cái phần đấy, nó dễ lên dễ lên hơn. Ở đây đây, thấy chưa? Cũng đủ 4,9 triệu view này. Nhưng mà đây là cái gì? Đây là phim rồi. Thì bạn cách tìm mình gặp được anh. Đây là phim thôi. Từ đâu? Phim. Đấy. Ờ, em đã biết. Anh xem rồi. Hướng dẫn thôi. Hướng dẫn là ai nào? Có view mà có bạn, có view mà. Không phải không có. Còn đa phần bên trên nó làm rồi chứ. Làm dọc thì mà quay ngang thì mình áp được cả hai luôn, mình còn dọc lại thì mình làm cao thấp bên điện cao thấp thì màu hơi ngon mà cao thấp chuyển được sau được hai quạt chỗ này hai quạt anh kêu xe giá một quạt 30 tệ đấy như là hai lần sau rồi giá là hai luôn. Anh đang đầu tiên mà viết cái kịch bản nó không chuẩn lắm. Đầu tiên đây rồi. Đầu tiên đây rồi mà. Nó nói chứ được cái này là gì chứ. Bạc quyền này bằng quyền. Nhưng mà sợ nhà bằng quyền thôi. Đấy, anh thấy cái nhạc đấy mà. Ôi, nhạc đấy luôn. Nhạc của anh lách rồi. Bây giờ anh cứ xuất bản đảo đảo là anh đang nhìn dầm dính một tiếp tục. Anh sẽ đăng YouTube, anh sẽ không có đi cho nhà. Cho tiếng hết. Mình làm chắc chắn đi. Nó mình làm gì chắc chắn đi. Nhạc thì nó là gì? Mất hàng ở YouTube. Mất mất. Đăng video thôi. Được cái gì anh đấy? Đang đây. Đang đây, đang đây. Cái gì ra? Cái gì mà này? Xong quay tập. Quay tập thì không đăng được YouTube. Đúng không? Quay ngang thì làm sao để vào YouTube được mà. Nếu mà em cửa lại đúng không? Em cửa lại thì nó hơi bé một tí. Ê, anh nào này chưa? À. Được rồi. Đấy, như thế này, ở dưới như này đúng không? Thì anh cứ như này. Ừ, một tí được. Cũng được mà. Bây giờ cũng cắt hết nhạc đi. Chủ yếu là làm cái TikTok như thế này. Làm cái TikTok thôi, đầy đủ tí thế này. Chủ yếu là TikTok thì em phải quay hai cái. Cái này cắn, cắn một cái điện thoại thôi được. Anh kèm đi, kèm một cái quay một cái lỏng với anh rất nhiều. Được, một cái rổ, được, cân như vậy. Ở đây
Bao đặt. Giờ nó thì có đặt quá nhiều rồi. Giờ nó 2.000 mấy một thêm. Mấy tháng rồi. Hơn 2 tháng trước. Để đây là thành đá rồi nhé. Thì nó thì ngay lượt của. Nó này là lấy cái cưới này hả? Cưới đấy. Nhưng mà lấy nó cũng không thì lấy ấy nhá. Lấy đây nhá. Sợ không? Lấy cái người. Ở đây là suối trực tiếp. Còn kia là suối nó qua kia ấy. Bên ngoài chỗ hồ cả mấy cái trên rồi. Ừ, nó không. Cái này không, cái này là suối từ thẳng suối luôn. Nhưng mà cái nước ở nhà tắm ấy là nó bên trên nó có bình. Bình lọc. Bình lọc. Lấy nước ở đây à? Thì anh cảm giác lấy ở đấy nó không phải nó như ở đây. Mình nó cảm giác thôi. Mình nấu nó sạch đấy. Quay hôm trước cứ co chân lên đây anh bằng tiền chuẩn bị ra đấy nhãn vào cái dưới cái này nó chưa làm một tí nào đi có làm rồi anh ăn một tập đi không cứ thế anh bỏ cái nào anh vào đây bỏ rồi bỏ rồi. Đi với lại bán anh biết chưa biết giờ đấy. Đi xong rồi nhưng mà vừa chưa đồng tiền. Có cho mình đâu. Có cho mình cái nào nhỉ? Lúc không mình đi đó chứ. Vì hôm nay nói rồi đúng không? Tài liệu phải không? Bạn này có cho mình nó là tài liệu. Đây. Cái gì bán làm tiếng ấy? Ừ. Được luôn.